Chào tất cả các quý vị nha. Hôm nay tôi đi đường thì tôi nhìn thấy cái bộ cửa cuốn Vinastar Door lắp được 85 ở tại Hà Đông. Tôi nhìn qua cái này thì tôi thấy kích thước của nó là hai bộ này ấy, thì là chiều rộng của nó là khoảng độ 5m1, chiều cao khoảng độ 3,5m. Đấy thì hai bộ này đã lắp được 85. Hai bộ cửa này là lắp được 85 nhá. Cái màu này là gọi là màu vàng kem này. Cấu tạo của cửa thì đây là dây cửa này. Đấy, chúng ta thấy là 685 này. Rất là cứng cáp, dây này. Giá ở trên này. Đấy, hai bộ này là đấu vuông góc với nhau. Và đây là khóa này. Đấy, khóa. Và đây là loại tên của cửa này, của cái bên này này là bên Vinastar Door này. Số điện thoại đặt hàng là 0982 802 286 này. Đấy. Vậy chúng ta quan sát lại này. Để chúng ta cần đặt hàng thì hãy liên hệ theo số điện thoại là 0982 802 286 nhá. Đấy. 0982 802 286 đấy. Đấy. Nếu mà ai có hỏi thêm gì thì để lại bình luận bên dưới. Tức là tôi thấy là cái cửa cuốn tấm liền này lắp thì nó cũng tức là giá thành tôi thấy bộ to này thì về cơ bản giá thành nó cũng so với các loại cửa khác chúng ta làm ấy thì chi phí nó rất là cao. Cái cửa cuốn này rẻ và thời gian sử dụng thì chúng ta thấy thực tế là sau 8 năm ấy thì cửa cuốn vẫn rất là tốt. Còn kéo lên kéo xuống rất là bình thường và nhẹ nhàng. Còn nếu mà chúng ta dùng cửa sắt thì nhiều lúc là sắt sơn chống rỉ nó cũng hỏng, cái gì nó cũng hỏng, nhưng mà cửa cuốn thì tôi thấy là nó cũng bền. Đấy. Nếu mà ai hỏi gì thì cứ để lại bình luận bên dưới, và nếu mà các vị cần đặt hàng thì liên hệ số 0982 802 286 như ở bên dưới của cái video này. Và giá cửa thì tại thời điểm này nó khoảng độ bán buôn đấy thì nó khoảng độ gần 400.000 đồng một mét đối với những bộ to như này. Còn lắp đặt hoàn thiện thì nó khoảng tầm 600.000 đồng một mét. Đấy. Nếu mà ai đặt hàng thì có thể là tại thời điểm khác thì cứ đàm phán tùy từng thời điểm này giá như vậy thì điểm khác có thể rẻ hơn hoặc là nó chênh nhau một chút thôi. Đấy. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem, hẹn gặp lại các vị ở video mới nha.